Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy cắt cỏ nha. Con này công suất khủng nhưng mà nó được nhà thiết kế rất là gọn gàng luôn các bạn. Rất là gọn gàng, rất là nhẹ nhàng luôn. Cái con này nó đến từ thương hiệu của Shingu nha. Nhưng mà cái con này là hàng Nhật Bản, nó là sản xuất tiêu dùng nội địa nha các bạn. Nó không có tiếng Anh, toàn tiếng Nhật không ha. Nó sản xuất nội địa, là khi mà nó sản xuất những cái hàng này là để trong nước nó xài nha các bạn, nó chưa có xuất khẩu. Sau này nó mới bỏ nghĩa địa, nó bỏ vô bãi, nó mới đem qua Việt Nam nó bán ha. Nó toàn đóng chữ Nhật không, mà theo mình biết nó là hãng của hãng Shingu nha. Nó thiết kế một con này Shingu này, nó sở hữu cái nòng là 38 ly nha các bạn, nhưng mà nó thiết kế rất là nhỏ gọn luôn, rất là nhẹ nhàng. Sức khỏe nó thì có thừa nhưng mà trọng lượng thì nó gọi là sức khỏe thừa mà trọng lượng thì ít thiếu quá các bạn. Cho nó cái máy này người lớn tuổi ha, ngon, đánh cước cực kỳ ngon luôn, đánh cước rất là ngon. Và cắt dao thì nó đảm đương tất cả các loại dao nha, dao 4 tấc, dao 3 tấc rưỡi, dao 3 tấc, dao tròn, dao dài, dao ba cạnh gì nó cũng bất chấp hết. Nó mang một cái chụp giật trợ lực nha các bạn, chụp giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng luôn. Nắp xăng của nó là nắp xăng kính nha. Nó có lỗ thông hơi riêng và đặc biệt nó mang một cái chế quạt khí da bơm ha. Da bơm hai kim. Chế quạt khí xịn sò của nguyên bản của nó luôn. Đấy. Quanh rầu nha các bạn. Các bạn nhìn xem cái máy mới cáo cạnh ha. Rất là đẹp luôn. Nó có cái tên riêng phía sau đây nè các bạn. Tên riêng của nó đây ha. KB3220. Có nghĩa là 32cc đó các bạn. 32cc rất là khỏe luôn ha. Tum to bố lớn nha. Nhưng mà nó thiết kế các bạn thấy rất là nhẹ nhàng ha. Rất là nhẹ nhàng, rất là gọn luôn. Những cây máy này là mấy cây máy đỉnh cao nha. Là gọi là càng ngày nó càng giảm đi cái trọng lượng ha, nhưng sức mạnh nó không giảm, giảm đi cái trọng lượng để người tiêu dùng của mình nó nhẹ nhàng ha, đỡ phải tốn sức. Đấy. Đấy. Những cái máy đời trước thì nó rất là nặng nha, cái máy này là nó thiết kế quá đỉnh cao rồi, cần là 25 nha các bạn, màu tím rất là đẹp luôn. Quan sát kỹ xem ha, máy không còn chỗ nào chê được hết. Quan sát cận xem. Cần lát 25 nha, ti 7 ly 7 khía, rất là phổ thông luôn. Cái ti ở trong là 7 ly 7 khía, cần lát 25, có nghĩa là thông số kỹ thuật của cái cùi này là 25-7 nha các bạn. Mình cứ đi bất kỳ tiệm cắt cỏ nào mình anh ơi bác ơi bán cho mình một cái cùi 25-7 là về các bạn tra vô dừa nha. Bất kỳ nó ở ngoài này nó thiết kế thế nào, chống dính cỏ nó kiểu nào thì 25-7 các bạn tra vô nó dừa hết ha. Đấy, con ốc ở dưới này là con ốc 19 nha, máy khủng cho nên con ốc nó thiết kế rất là lớn luôn, rất là to đùng luôn. Ốc 19 nha, chống dính cỏ khít cháy luôn, không có kẻ nào lọt vô được hết, rất là êm ha, re luôn. Đây, cái máy cực kỳ xuất sắc luôn các bạn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Nó chụp giật trợ lực nha, người lớn tuổi với phụ nữ thì kéo nhẹ cái là nổ thôi. Đó. Rồi mình nổ nha các bạn. À mình cũng quên nhắc các bạn nha, khi máy nguội thì mình bơm xăng nha, đóng e ha, e gió nó đây. Còn khi nó đã nổ rồi các bạn cứ kéo là nó nổ thôi. Và kế tiếp nữa mình hướng dẫn các bạn pha xăng vào, pha nhớt vào xăng nha. Ở đây nắp xăng nó kín, nó có ron đệm rất là ngon ha, nó kín mít luôn, không có chảy xăng nha.
Và ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt các bạn, xăng cộng với nhớt, xăng nhiều nhớt ít ha. Tỷ lệ nó cho đây là 25/1 nhưng mình khuyến cáo các bạn nên xài là 16/1 thôi nha các bạn. 16/1 có nghĩa là cỡ khoảng 60 cc trên lít. Thông thường thì các bạn tối thiểu thì các bạn phải pha 50 cc nhớt hay thì tốt trên 1 lít xăng. Các bạn thường xuyên dùng máy với tốc độ cao thì các bạn nên pha là 60 cc trên lít ha. Cái kế tiếp nữa là các bạn nếu mà các bạn sử dụng cái máy mà các bạn thấy nó có vấn đề về hơi á, có nghĩa là mình sử dụng lâu rồi mình thấy nó nặng giật hơn hồi mà mới, có nghĩa là nó tăng áp đó các bạn, nó tăng áp, nó hơi nó dữ lắm, nó chạy rất là mạnh luôn. Cái vấn đề đó xảy ra là do mình pha nhớt chưa có tới nha các bạn. Cái máy mình pha nhớt tới là các bạn vẫn giật nhẹ bình thường, không có cứng hơn nha. Còn các bạn pha nhớt không tới là mỗi ngày nó mà nặng giật thêm đó, nó sẽ gây hư hỏng cái máy mình. Cho nên các bạn để ý cái máy các bạn sử dụng thời gian đôi 3 tháng, 5, 7 tháng gì đó mà thấy nó cảm giác nó nặng hơn lúc đầu, giật nó nặng hơn lúc đầu là nó biểu hiện đó là thiếu nhớt các bạn. Các bạn tăng nhớt lên chạy thường xuyên thì nó thải, nó tống các chất bụi dơ ra thì cái máy nó sẽ nhẹ giật lại ha. Bằng không thì mình phải vệ sinh sơ mi bê tông bạc ha, thì nó mới ổn nha. Còn mỗi ngày nó càng nặng giật thêm đó là hiện tượng thoái hóa của cái máy nha, chứ không có tốt gì đâu ha. Rồi mình sẽ nổ thử cho các bạn xem nha. Bây giờ máy nó đã lên xăng rồi nè, mình kéo là nó nổ thôi ha, không cần phải đóng e, không cần phải bơm thêm gì hết. Để mình nổ thử cho các bạn xem nó chụp giật trợ lực nha. Đấy các bạn nhìn xem, chụp giật trợ lực nha, hơi đó, hơi nha, mình kéo hơi cho các bạn nghe đó. Nó có xả áp tự động nha các bạn, máy này nó có xả áp tự động nha, nó giúp cho cái chụp giật trợ lực này nó càng hữu hiệu hơn nha, rất là nhẹ. Rồi để mình nổ nha. Cái loại chụp giật trợ lực này các bạn kéo từ từ thôi nha, nó thẳng dây bắt đầu nó giục một cái là nó nổ nha các bạn, không có phải giật liên tu bất tận là như cái chụp giật các máy khác nha. Kéo từ từ thôi ha, kéo từ từ thôi, không chậm gãy, không cần phải nhanh nha. Đấy, kéo từ từ chậm gãy thôi, không tắt đây các bạn. Rất là đã, rất là sướng tay luôn. Và là mình nổ lớn cho bạn xem nha, chạy kinh hoàng luôn nha. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Singu KB3220 nòng 38 ly đến đây tạm dừng. Em là xin mến chào và hẹn lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.